ở đây không nhỉ? Ủa? Phải. Bên đây. Cho nó sủa qua. Sèo. Có. Trời ơi, đừng con nhất nữa. Ngon quá. Rồi, này đây. May mắn không, cái cuối cùng. Còn có nổi. Rồi, chết rồi. Trời ơi, con nhất nữa. Hai con nhất luôn của chú. Đầu video từ sang Bắc cũng gửi lời yêu thương và là chúc sức khỏe đến cô dì chú bác, anh chị và các bạn gần xa, cũng được nhiều sức khỏe luôn nha. Thì ngày hôm nay tiếp tục đi thăm mấy cái rẫy lương của chú anh chị ơi. Đó. Thì cũng mới vừa vào điểm của chú anh chị. Lội nước nè. Đó. Thì hôm nay cũng đi với ông thầy. Đó. Mà ông thầy ông thăm hướng bên kia của chú anh chị ơi. Mình thăm ở bên đây. Đó, mình qua mình xuống bên đây đâu hai cái khu vực này của chú anh chị. Đó. Đang lội nè. Rồi để quay trở lại thăm quay cho cô chú anh chị xem nha. Gặp ông chú ông thăm lời cua kìa. Có không? Không có hả? Cuốn luôn. Dạ. Con quay phim. Dạ. Con thầm giỡn với đú rồi kìa của chú anh chị. Mình đi vô mình thăm. Rồi. Quá cả cái lùng này. Cũng chết. Dạ. Đâu cũng vậy. Hỗ trợ họ bỏ nghề luôn hả? Cực quá. Đâu ở đây. Đâu. Đặt giữa ngoài này luôn. Cùi. Cùi. Cá lóc hả? Được một con. Dạ. Quá, được con của chú anh chị. Cái đầu tiên có luôn nha. Bây giờ cái thứ hai. Quá trời lùm cây à. Ôi. Cái đầu có là may mắn rồi. Cái thứ hai nằm đây. Đây nè. Có không? Chú anh chị nè, hai con nha. Ôi nó đã đó về rồi. Ông trời ông bảo bảo tới nữa rồi. Con này cũng nhìn chú anh chị ngon rồi đó. Hai cái hai con. Đi. Rồi, ở dưới bãi này để đổ cái cô chú anh chị đổ vô một cái nha, chứ vừa đổ vừa quay thì cái xô này nó nhỏ này cô chú anh chị, nhỏ có cái nó bay ngoài cái gọi luôn, cái này nước không nè. Để đổ vô rồi đi thăm tiếp nữa cô chú anh chị. Rồi, lại đây con cái nữa cô chú anh chị. Đấy, ở đâu ta? Qua đâu đây một cái lúc đang thẳng
đường rồi má. Ở trong đây nè, lùm không có rồi, hai cái, hai con rồi. Khui ngồi cái này chất ngọt rồi, cái này yên quá chết rồi. Ui đã không có gì chứ, không để đi thăm tiếp nữa chết rồi. Dạ, cô chú anh chị nha, tới mấy cái là ông đậu, chú anh chị, dạ, ông thầy kìa, mấy cái bên mương bùn bên bự bánh hả? Hả? Mấy cái nào không cho? Hả? Đây cái này cô chú anh chị, ông thầy ông đi vô đó ông dở trong đó đầy luôn. Có sủa ghê, bại trong lỏng trong chân rồi đấy. Có cọt không? Không có cọt rồi. Ui. Trời ơi, con nhứt rồi. Con nhứt rồi của chú anh chị. Ngon quá ngon rồi. Nhìn nha. Đó. Thấy chưa? Đó. Để đây đi, xuống đây dở ra một cái nữa nè, đặt sát một bên luôn, tại mương nó cách ao, của mương cách mương cho chú anh chị, mương cách mương là đặt luôn, hên xui chứ biết được. Ui, có không, không dãy như này, rồi cái mương này nó không có quá trời, cái đầu ao này nó im rồi cô chú anh chị, rồi chút ngọt luôn. Đây một cái nữa, vượt trong đây một cái luôn. Vô cái lùm nè, tao thui đi qua lậu vô đây một cái nó dướng dây nhợ, nay vẫn còn dướng. Cái kia nó không vô của chú anh chị, quá đã nhiều như vậy. Con đây, con lươn này, con lươn ba nha của chú anh chị. Ủa, vậy cũng ngon rồi, ba cái được hai con. Có lý, có lý. Hai con mà được con nhất nha của chú anh chị. Rồi để quay chở gà của chú anh chị, rồi đổ hai con này vô đi thăm tiếp nữa cô chú anh chị, vậy cũng ok lắm rồi. Qua đây có một cái luôn cô chú anh chị, bạn ngay đây bỏ cái xô đây đi, biết có không, này ngon quá mà không biết có nẻo dây không biết. Cái này chị hôm qua lấy tàu dừa người ta cái đám con muốn tấn lên là cô chú anh chị, nó cọc khui đầu với hai con quá trời đã cô chú anh chị, rồi cùng nhất luôn, cùng nhất cùng nhì nè cô chú anh chị, thấy không quá trời đã rồi nè, hai con nó bự rồi nè. Ôi dồi, nó già nín rồi kìa. Ôi dồi, nó đã hết tuyết phê này, này nó bự nè. Đó. Ngon chưa, ngon chưa. Im nè cô chú anh chị, quá đã. Rồi để đổ vô rồi đi thăm tiếp với cô chú anh chị đây. Sướng rồi, quá tê mình mẩy. Vô đêm này có hai cái ba cái nè cô chú anh chị, không nhớ rõ nha, tới đâu thăm tới đó thôi. Đây nè,
có dấu lội xuống rồi. Phải ba cái không chứ, hai cái này có cột, cái nào cái lợn nó lắc quá cột nó cứ trúng vậy. Ui trời ơi, con bự nữa, trúng tẹo rồi, con nhất luôn của chúng kìa, quá đã này à. Nó ui ui phê chằng ké luôn, quá đã quá đã. Hình như là còn hai cái nữa, không biết phải không, biết nhớ kỹ. Bỏ đây cô chú anh chị, bỏ đây đúng rồi, vậy là còn hai cái nữa, điểm là ba cái nữa. Tấm còn nhít nữa kìa. Có cọp luôn. Còn không dùng cặp. Nè có nó cái này dùng cặp. Cọp vô nữa rồi. Hai con cái gì vậy? Hai con hai con. Một con nhức nữa của chú anh chị. Trời ơi nó đã. Cái này chưa. Ôi ôi nó sướng. Nó vàng. Hai con này của chú anh chị hai nhất không nè. Chú anh chị thấy không? Nè. Đó. Còn cái nữa. Cái này may mắn rồi. May mắn làm cái nữa chứ. Ngay đây em vẫn đóng cái hai con thôi bằng tay luôn à. Chắc cái này chắc chết của tụi chú dự đoán vậy đó, có nào vô ba cái liên tiếp đâu. Hột luôn, hột dám hên lắm ạ. Hui hui biết lắm, mất ta tan gì ra cái thứ ba không vô. Nguyên nó bỏ rác ra nè. Vậy mà không vô của chú anh chị. Không có. Rồi nó tiếc cái này. Cái này đáng lý nghĩ là vô không. Lương nào không vô. Cái này nè. Vậy mà không có lương trời. Hết biết cái đó nó im hơn cái bên đây rất nhiều đó. Hai cái bên đây nó vô. Ba cái được hai con nhất nha cô chú anh chị. Đó. Nè. Ngon chưa? Đó. Quá đã nha. Rồi, để đi thăm tiếp với cô chú anh chị, đổ hai con lươn vô cái túi rồi đi thăm tiếp nữa nha. Rồi, cô chú anh chị ơi, vô đây có mấy cái nha cô chú anh chị. Mình bỏ cái xô đây đi. Mình lên mình cứu mấy cái này coi sao. Đây xác bên luôn nè. Tại cái khu vực vườn này nó cũng chủ nhà hơi khó. Nó cột dây luôn rồi. Trúng rồi. Dở lên cái hai ba con. Hai con, hai con. Hai con của chú anh chị. Ngon chưa? Con nhất con ba. Ủa con nhì con ba. Bỏ đây đi, ngồi lên mình đổ. Thầy bệnh kìa, hai thầy trò đặt cặp dắt vậy đó. Đây một cái, nhưng nó chuyện nhỏ nhỏ để con chó xuống, có con chó nó trong cái nhà nó ra đã làm phiền cho chú anh chị chứ không gì. Khui lợi một đống luôn rồi, ba con nè cô chú anh chị, ba con lúc rồi. Trời ơi, ôi nó đã, con này một nùi luôn, hai cái năm con của chú anh chị.
cũng còn hai cái nữa, hai cái ba cái nữa. Nó xuống rồi thấy chưa, cũng dáng dở như sao. Lương vậy thôi chứ mình đâu có đặt cá mắm gì đâu. Tầm hai con nữa lúc rồi tôi xuống chị ơi. Đầy trắng đừng nói vô luôn nha, cái này chị qua đặt ẩu mà. Đúng đặt ẩu vô nó mềm xèo. Bốn cái này tầm cả ký của chú anh chị, cả ký lương nha, quá trời. Để em đi ra ngoài thổ đầy nó đi. Này chú anh chị chó sủa mình không có dặn cứng được, còn mấy cái này mình đặt dặn cứng nè. Rồi cái này ba con nè, nhà cái này hai con nè, đó thấy chưa, này hai con nữa nè. Chú anh chị thấy khủng chưa, khủng khiếp chưa. Ba cái này gần cả ký, ký ngoài luôn của chú anh chị. Mình cho con này hai lạng con thôi, hai con này bốn lạng nè, hai con đó bốn lạng nè, bốn là tám rồi, tám rồi nó ba con nữa, cái gì không được một ký, ký ngoài luôn nè. Ôi ôi đừng con nhất nữa đó, hết biết chưa, đừng ngái chúng kẹo. Ôi ôi quá đã của chúng vậy ơi đó. Ôi nó đã sướng, sướng cả mình. Ba con này mới đã nè, dở lên cái nó có cục ở trong luôn. Con này hai con cũng được, dán được con nhất á đó. Con này thì con ba con nhị, con ba con nhị nha. Con này được hai con nhất luôn nữa, dám chừng lắm mà nè. Chú anh chị thấy không, quá đã. Còn bây giờ thì để đổ vô rồi đi thăm tiếp nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ vô cái điểm này thăm hai cái cuối cùng luôn nha cô chú anh chị, hai cái cuối cùng chứ sao. Cái cuối này cũng có may mắn nè, nãy giờ dính cũng khá khá. Đặt ngay đây, xe mình đậu lúc ngoái của chú anh chị, xa dữ lắm mình lậu vô. Tới vô đây mình mới bật máy của chú anh chị, để tự ngoái đi vô đây nó mất thời gian nhiều dữ lắm. Lúc ngoái cái gần cái 100m, 200m nữa. Đây cái này cái đầu tiên trong hai cái này ha. Ở đây không nữa. Đây cho nó sủa qua kèo có trời ơi đừng con nhất nữa, ngon quá, quá trời ngon luôn. Con nhất này của chú anh chị đó, thấy gì chưa đó. Để đây đi, còn lại thăm cái nữa cuối cùng. Ôi đây đang xa dữ ạ, sao cái sậy người ta chặt đây nè, ta sậy chặt lộ xỉa xỉa vô cái mắt cá của chú anh chị.
đau dữ lắm luôn. Cuối cùng đặt ở đâu. Cái này hơi may mắn cái nữa kìa. Ba cái thì hai cái vô cái hồng. Còn này hai cái những cái vô cái hồng không? Có khi nào vậy không? Chưa có biết được, dở lên mới biết. Ở đâu ta? Đây. Gọt này đây. May mắn không cái cuối cùng. Còn có nổi rồi chết. Ủa vô. Trời ơi con nhứt nữa. Hai con nhứt luôn của chú anh chị ơi. Nè. Thấy chưa? Quá đã. Quá phê của chú chị ơi. Trời ơi nó đã. Phải còn cái này chắc có lẽ là không vô. Chó nó sủa con cái ghê chứ. Khủng khiếp. Hai cái cuối cùng được hai con nhất nha cô chú anh chị. Đó. Nè, đó. Chưa. Quá ngon rồi. Rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ thì để Tư Săn Bắt á đổ hai con lươn này ra rồi, rồi bắt đầu mình sẽ về nhà nha cô chú anh chị. Tư Săn Bắt sẽ về nhà và cân và chia sẻ coi được bao nhiêu ký lương ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Đó, rồi rất mong được cô chú anh chị đồng hành cùng Tư Săn Bắt nha. Để về nhà cân hay được bao nhiêu thì mình cũng theo yêu cầu của ông chú á. Rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ thì cũng về tới nhà ông thầy nha. Cũng có ông thợ ông đi theo nè, chiều hôm qua ông đặt riêng. Ông đi cạnh riêng, còn bên đây thì Tư Săn Bắt với ông thầy đi chung. Đó. Thì ông thầy bữa nay thì ông cũng khá khá nha. Ừ, 250 gram à. Rồi đem ra cân coi. Cân rồi lấy thau đổ ra cho bà con coi luôn cá ngoài ngoài này nè anh. Vô đó nó dơ. Chỗ linh hả? Đây của anh Thảo đây, của ông thợ đây. Giờ là trời. Nhẹ ghe chứ gì, 4kg, 3kg 9. Còn 3kg 7. Trừ cái túi đó 300g hả? 200g hả? Vậy là con đúng không? Đổ ra cây. Trời, nó trúng rút rồi. Đứa già không à? Trời ơi. Con nè. Khủng khiếp chưa? Ui, từ 250g à. Ôi vô này ông hay kìa, chơi gì liên mình ba đi chung rồi nó đầu tẻ. Tẻ luôn. Rồi giờ thấy cái thảy của ông thầy lên coi. Đây ông thợ nè. Đây nè. Thôi nó còn nhiều tu nữa, tứ lại thằng Thảo nay vô mất. Biết rồi, khủng khiếp rồi. Bò ra. Cô chú anh chị nào. Cô chú anh chị nào có ăn lương đồng thì alo nha. Qua số điện thoại thì 0379174026 nha cô chú anh chị. Nó ăn lương đồng alo qua đây gần mới giao được nha, còn xa quá ship đi xa quá cái nó ngủ đông hết à. Xa quá đông đá. Đông đá hết à, không được. Còn gần của chú anh chị nào gần thì alo qua số điện thoại. Cân cái đây này nè. Không chết con. Rồi ổng 2,4 kg 50. Còn 2,2 kg. Còn 2,2 kg. Rồi đổ ổng ra coi. Ồ, có lương nhất nữa nè, tàu dối. Còn có 1 tư, đâu nè. Đổ cái, đổ cái. Trời ơi, không thấy vậy mà hay nha, còn 2,2 kg, không nhất, nhất cả ký ngoài rồi. Đó. Tôi tính của tụi này chứ. Chưa, trời ơi, của ổng còn nhất nhóc nè. Trời ơi, này hơi bị chạy, không sao. Đó, hay chưa. Thấy chưa, thấy gì chưa. Bỏ của tôi vô đi, lặng lặng đổ của tôi ra. Hết, biết chưa. Trời ơi, có. Nè, của tôi có lượng, quay ba cái luôn. Cái lưng bò ra kiểu này nghiêng á. Rồi tới của mình đây, từ đây từ cũng một đống luôn. Ôi ít hơn 3,5 kg. 3,5 kg 50 để như 3,5 kg đây chị. Cái túi đó nhiều 3,3 kg đi, 200g đi. 200g đi.
bọc đóng 200g đi. Ừ, 200g. Của tao bọc đóng. Nãy mình 3 ký rưỡi hả? 3 ký rưỡi giá. Cũng còn 3 ký trừ 200g mà còn 3 ký 3 hả? Ừ. Tư mạnh không kìa. Được được. Ai cũng có. Ai cũng có điều. Trời ơi, ông thầy ông ít mà ông lương bự nhiều. Ủa đây đâu có nhiều nhất đâu. Mày cũng đâu có ấy nhỏ đâu mày. Tại trong thao thì thôi tối á. Mấy con nè. Mày đưa ra thao tao có mấy con. Đó. Ôi kìa. Đó, còn mày lứa không à. Còn ông này thì nó đầu ngay lương vàng không tại. Lương vàng không à. Hả nó chổi thao. Không có lương vàng mà dở lên giá thấy lương vàng không à. Trời ơi nè. Cái vàng. Ê, bỏ gác kìa, bỏ gác kìa. Nhìn mắt thèm không? Lưng vàng không có nào đen chứ. Ừ, vàng khè nhìn thấy cái lưng không? Này hơi đen đen. Nhìn thấy cái lưng không là biết vàng rồi. Vàng vàng. Thôi vậy đi cân đi. Ta không được rồi. Dạ? Nó kêu bữa với hai đi lộng bữa hai đi quá rồi một thao chà bá luôn. Đứng nó làm nó phù đầu với để đặt sợ nó nước lên cái đầu phù phù qua. Chưa phụ chạy xuống nè. Rồi, thành quả thì ngày hôm nay quá trời trúng lương hết trơn rồi. Từ nay vô bánh thả 3 ký mấy thả 4 ký gì 4 ký từ 3 ký gửi ông chính 2 ký mấy 2 ký 2 từ 3 ký gửi thì lọp thì ở đây thì đặt có 10 mấy cái thôi nha, 10 mấy 20 cái là hết ra, 10 mấy 20 cái là hết ra nha cô chú anh chị. Đó, thành quả thì cũng khá là ngon. Trời ơi của ông thầy kia nè sắp hàng 4 con nái nó sắp hàng 5 con nái luôn. Nè, con Thảo đó nè, con chín nè. Con Tư kìa. Đó. Về con Tư ơi. Nè, con Tư nè. Chạy qua em thầy uống cà phê em thầy ơi. Ủa sư phụ ơi. Sẽ uống cà phê. Rồi. À, bây giờ thì thành quả của thầy trò được nhiều bao nhiêu đó đó cô chú anh chị. Nó sắp hàng rồi Tư. Có Tư đều luôn. Đốc trơn. À, bây giờ thì cô chú anh chị cũng cho Tư Săn Bắt xin kết thúc video luôn ha. Hẹn cô chú. Hẹn cô chú anh chị những cái video tiếp theo nữa nha. Rồi chào ông con ơi ông thầy ơi. Rồi chào. Chào cô chú anh chị luôn. Rồi. Lương bò. Rồi chào luôn. Rồi chào cô chú anh chị luôn nha. Hẹn cô chú anh chị những cái video tiếp theo nữa nha.